Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay nhà em về được hai mẫu loa Gamma xuất xứ Đan Mạch, loại chép đầu đại và chép đom lụa các bác nhé. Và trên tay em là một loại chép đầu đại dành cho các bác hát karaoke, bổ sung dài thiếu chép cho dàn gia đình các bác nhé. Và loại thứ hai là loại chép đom lụa, nghe nhạc rất tơi nhuyễn. Và sau đây em xin test luôn đoạn nhạc cho các bác thẩm âm. Đấy, và vừa xong là đoạn nhạc em test đôi loa đầu đại các bác nhé. Và sau đây mời các bác thẩm âm thêm cho em cặp chép đom lụa. Vừa xong là đoạn nhạc em test đôi chép đom lụa. Và em xin báo giá luôn một cặp chép Gemma có giá là 1.150.000.